Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải chi tiết đề thi trung học phổ thông chuyên ban Bội Châu. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giải chi tiết đề thi thử trung học phổ thông quốc gia 2018 lần 2 trường trung học phổ thông chung cho phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Trước tiên xem qua đề, các bạn có thể download đề ở trên trang mình sẽ hướng dẫn các bạn download đề ở trên trang đây. Các bạn vô Google, các bạn gõ vô đề thi thử trung học phổ thông 2018 trường chuyên Phan Bội Châu Nghệ An lần 2 trang toanmat.com sẽ có hướng dẫn giải chi đề PDF và giải chi tiết. Nó có cho bạn tải đề PDF về luôn. Đợi mình một tí. Ta bắt đầu giải. Câu 1. Cho hàm số y bằng x mũ 4 cộng 4 x bình cộng 3, mệnh đề nào dưới đây đúng? Câu A, hàm số đồng biến trên trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Câu B, hàm số nghịch biến trên trừ vô cùng đến 0 và đồng biến trên 0 đến cộng vô cùng. Câu C, hàm số nghịch biến trên trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Câu D, hàm số đồng biến trên trừ vô cùng đến 0 mình biến trên 0 đến cộng vô cùng. Ta bắt đầu giải. Đối với câu hỏi tìm hàm số đồng biến nghịch biến, ta giải bằng cách tính đạo hàm của hàm số. Công thức tính đạo hàm. Đạo hàm của hàm số y phẩy sẽ bằng 4x mũ 3 cộng cho 8x. Tại sao nó bằng như vậy? Theo công thức tính đạo hàm là x mũ 4 đạo hàm sẽ bằng câu thức là x mũ em pha sẽ bằng em pha x nhân em pha nhân x mũ em pha trừ 1, cho nên x mũ 4 đạo hàm sẽ bằng x mũ 3. Tương tự 4x bình phương sẽ bằng 4 nhân 2 là 8, x mũ 2 bật xuống còn x 4x bình phương đạo hàm sẽ bằng 8x. Y phải sẽ bằng 4x mũ 3 cộng 8x, đặt 4x làm hệ số chung. Đặt 4x làm hệ số chung sẽ còn là trong 4x nhân cho x bình phương cộng cho 2. Y phải lớn hơn 0. Y phải lớn hơn 0. Trong x bình phương cộng 2 là luôn luôn lớn hơn 0, cho nên hàm số đồng biến nghịch biến dựa vào 4x. Cho nên y phải lớn hơn 0 với mọi x hoặc phản từ 0 đến cộng vô cùng. Y phải bé hơn 0 với x hoặc phản còn lại là từ trừ vô cùng đến 0. Câu này tôi chọn đáp án B. Câu số 2, cho 8 điểm trong đó không có giá, không có 3 điểm nào hẳn hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà 3 đỉnh của nó được chọn từ 8 điểm trên? A 336, B 56, C 168, D là 84. Câu này giải bằng cách nào? Cho 8 điểm, trong đó 3 điểm, không có 3 điểm nào hẳn hàng. Cho nên 3 trong 8 điểm tạo thành một tam giác. Ta sẽ chọn bất kỳ 3 điểm
trong 8 điểm, cho nên áp dụng công thức C3 của 8 bằng 56. Chọn đáp án B. Câu 3, lim 1 trừ 2 nhân n chia cho 3n cộng 1 bằng mấy? Đối với câu này, tính lim bằng cách chia cho tử và mẫu cho n. Lim của 1 trừ 2n chia 3n cộng 1 sẽ bằng lim của 1 chia n trừ 2 chia cho 3 cộng 1 chia n sẽ bằng, rút gọn, 1 chia n là bằng 0, 1 chia n bằng 0 sẽ gọn lim của trừ 2 chia 3 sẽ bằng 2 phần 3. Chọn đáp án A. Câu số 4, cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như hình bên. Đây, hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị. Nhìn vào bảng biến thiên ta sẽ thấy tại x sẽ có giá trị tại y sẽ có hai điểm cực trị, đó là x bằng trừ 1 và x bằng 1. Vì không không xác định cho nên không phải là điểm cực trị, cho nên câu này ta chọn đáp hàm số có hai điểm cực trị là x bằng 1, x bằng trừ 1. Thì chọn đáp án B là 2 điểm cực trị. Số 5, cho hàm số y bằng a x mũ 3 cộng b x bình cộng c x cộng d có đồ thị trong hình bên, hỏi phương trình a x mũ 3 cộng b x bình cộng c x cộng d bằng 0 có bao nhiêu nghiệm. Nhìn vào hình đồ thị, đáp án A, phương trình không có nghiệm, B, phương trình có đúng 1 nghiệm, C, phương trình có đúng 2 nghiệm, D, phương trình có đúng 3 nghiệm. Nhìn vào đồ thị số nghiệm của phương trình sẽ là số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d giao với trục vành. Trục vành là x bằng 0, cho nên số nghiệm của phương trình là số giao điểm, ta thấy có 3 giao điểm của đồ thị với trục vành là trục x, có 3 điểm là chỗ này, cho nên chọn đáp án là D, phương trình có đúng 3 nghiệm. Đây, 3 giao điểm của đồ thị với trục vành, đây 1 cái, đây 2 cái, đây 3 cái. Câu số 6, thể tích của khối lập phương ABCD và A'B'C'D' có đường chéo AC' bằng căn 6 bằng A 3 căn, đáp án A 3 căn 3, đáp án B 2 căn 3, đáp án C căn 2, đáp án D là căn 2 căn 2. Thể tích khối lập phương, đây khối lập phương đã có hình giải bằng cách là vẽ hình lập phương. Lập phương thì có các cạnh bằng nhau, độ dày các cạnh bằng nhau, cho nên đối bài này ta giải bằng cách là đề bài nó chỉ cho có cạnh AC phải bằng căn 6, cho nên ta giải bằng cách là gọi độ dài cạnh hình lập phương là x. Độ dài cạnh hình lập phương cho nên a phẩy sẽ bằng x. Muốn tính a phẩy c phẩy là độ dài cạnh của hình vuông, a phẩy c phẩy đây, a phẩy c phẩy sẽ bằng công thức tính độ dài cạnh của hình vuông là bằng cạnh nhân cho căn 2, cho nên a phải c phải sẽ bằng x căn 2. Tiếp tục xét tam giác xin lỗi các bạn đây
xét tam giác A phẩy A C phẩy là tam giác vuông bại A phẩy, mà ta có A phẩy A bằng x, A C phẩy bằng căn 6. Cho nên áp dụng định lý Vigo, A C phẩy sẽ bằng căn của A phẩy C phẩy bình phương cộng A cho A phẩy bình phương sẽ bằng căn của 2x bình phương cộng x bình phương sẽ bằng căn 3x suy ra căn 3x sẽ bằng đề bài cho A C phẩy sẽ bằng căn 6, cho nên căn 3x bằng căn 6, suy ra x bằng căn 2. Chọn đáp do đó hãy thể tích của khối hộp sẽ bằng cạnh nhân cạnh là bằng A cạnh mũ 3, cho nên sẽ bằng x mũ 3 sẽ bằng 2 căn 2. Ta chọn đáp án D. Cho các bạn đợi một chút. Tải cái đây này nha. Đây, đi coi thôi này. Chọn đáp án D nha. Sáu đáp án D tiếp tục. Câu 6 chọn đáp án D. Câu 7 cho mặt phẳng đi qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo hiếp diện là hình vuông cạnh A, thể tích của khối cho mặt phẳng đi qua hình trụ, qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo hiếp diện là hình vuông cạnh A, thể tích của khối trụ đó bằng câu A B căn nhân A mũ 3, câu B B nhân A mũ 3 chia 2, câu C B nhân A mũ 3 chia 3, câu D B nhân A mũ 3 chia 4. Bài này giải bằng cách Khối trụ có chiều cao là H sẽ bằng A. Tại sao? Khoảng là hình trụ, cắt hình trụ hế diện là hình vuông cạnh A, cho nên chiều cao sẽ H sẽ bằng A. Và bán kính tường gần đáy là sẽ bằng A chia 2, là bán kính đó sẽ bằng phân nửa của độ dài cạnh khối trụ. Thể tích của khối trụ sẽ bằng chiều cao nhân cho diện tích chu vi đường tròn đáy. Quy hình tròn sẽ bằng B nhân R bình, cho nên thể tích bằng V bằng B nhân R nhân H. R là bán kính bằng A chia 2, cho nên thấy đáp án vô. Và H bằng A sẽ đáp án vô. V sẽ bằng B nhân A chia 2 tất cả bình nhân A. Cút gọn ta còn B nhân A mũ 3 chia 4. Chọn đáp án D. Câu số 8. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho hai điểm A bằng
2, 3, -1 b bằng -4, 1, 9 tọa độ vector AB. Muốn tính tọa độ vector khi biết tọa độ hai điểm, ta sẽ lấy tọa độ của điểm cuối vector trừ cho tọa độ điểm đầu và tọa độ của B trừ cho A. B là bằng -4 trừ A là 2, -4 trừ 2 là bằng -6. Tọa 1 trừ cho 3 sẽ bằng -2. 9 trừ cho 1, 9 trừ cho trừ -1 sẽ bằng 10. Cho nên tọa độ vector AB sẽ bằng -6, -2 và 10. Chọn đáp án A. Câu số 9, với số thực AB lớn 0, bất kỳ góc gọn bị hất B bằng 2 nhân log của A, log 2A trừ cho log 1/2 B bình phương ta được. Câu này giải bằng cách 2 log 2A đưa số 2 vô bình phương vô A sẽ mũ lên là log 2A mũ 2. Log 1/2 sẽ bằng log 2B cho bằng log của 2 mũ A1. Cho nên B sẽ bằng log 2A bình phương trừ log 2 mũ 2 log 2 A1 B bình phương. Rút gọn tiếp tục bằng log 2A bình phương cộng log 2B bình phương. Tại vì A1 hãy ra trước, gặp dấu trừ thành cộng. Log 2A bình phương cộng log 2B bình phương sẽ bằng log 2 của A bình phương nhân cho B bình phương. Chọn đáp án là B. Câu số 10, tổng tất cả các giá trị các nghiệm của phương trình 2 nhân cho 2 mũ 2x cộng 1 cộng trừ 5 nhân cho 2 mũ x cộng 2 bằng 0 bằng câu A bằng 0, câu B 5/2, câu C 1, câu D 2. Bài này hướng dẫn giải bằng cách là bài này có hai cách mà bài ta đặt T, hai là ta đặt nhân tử chung. Đặt T thì đặt T, cách đặt T thì đặt T bằng 2 mũ x cũng tương tự. Còn lại cách đặt nhân tử chung, sau đây hướng dẫn giải cách đặt nhân tử chung. Phương trình tương đương với 2 mũ 2x cộng 1 sẽ bằng 2 cộng 1, 2 mũ 1 tách ra 2 mũ 1 nhân cho 2 mũ x tất cả 2 mũ 2 trừ cho 5 nhân 2 mũ x giải nguyên cộng 2 bằng 0. Ta đặt nhân tử chung. Đặt nhân tử chung là 2 mũ x trừ 2 2 mũ x trừ 2 nhân cho 2 nhân 2 mũ x trừ 1, 2 mũ x trừ phương trình tích sẽ bằng, giải trình tích sẽ bằng 2 mũ x bằng 2, 2 mũ x bằng 1/2, tương đương x bằng 1 và x bằng trừ 1. Đề bài hỏi tổng tất cả các phương nghiệm phương trình là -1 với 1 A1 với 1 là bằng 0 cho nên chọn đáp án A. Câu xin lỗi các bạn, cho nên dùng điện thoại siêu chim thì nó bị ấy nhảy từ lâu, xin lỗi. Câu 10, tiếp tục câu 11, mệnh đề nào dưới đây là sai? A, tích
phân của fx cộng gx dx sẽ bằng tích phân của fx dx cộng gx tích phân f gx dx với mọi hàm số fx gx liên tục trên g. Cái này mày đúng hay có thức luôn. Tích phân của một tổng bằng tổng tích tích phân. Cho nên câu này đúng mà đề bài tìm câu sai. Lỗi đâu câu A. Câu B. Tương tự tích phân của fx trừ gx dx bằng tích phân của fx dx trừ tích phân của gx dx với mọi hàm số fx dx liên tục trên eg. Cái này thì câu này là đúng luôn. Tích phân của một hiệu sẽ bằng hiệu các tích phân. Câu C. À câu C này đã nè. Không có công thức nào gì hết. Tích phân của fx gx dx sẽ bằng tích phân của fx nhân gx fx dx nhân cho tích phân của gx dx với mọi hàm số fx dx liên tục trên g. Không có công thức nào gì hết. Trên câu C là câu sai. Câu D coi rồi. Câu D tích phân của f phẩy x dx bằng fx cộng c. Đúng rồi. Cái này hiển nhiên là định nghĩa luôn. Hiển nhiên đúng luôn, là câu khác luôn. Cho nên đáp án câu 11 là câu C. Câu 12 diện tích x của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y bằng x và y bằng e mũ x chuột tung và đường hẳn x bằng 1 được tính theo công thức diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị y bằng x và y bằng e mũ x chuột tung thì là x bằng 0. Cho nên tích phân sẽ bằng được tính theo công thức là tích phân chạy từ 0 cho đến 1 e mũ x trừ cho x mà hàm số em x liên tục trên đoạn từ 0 đến 1. Đạo hàm của f phẩy x sẽ bằng e mũ x trừ 1 sigma f phẩy x lớn hơn 0 với mọi x thuộc khoảng từ 0 đến 1. Do đó fx đồng biến trên khoảng từ 0 đến 1. Cho nên fx lớn hơn bằng f0 bằng 1 lớn hơn 0. Do đó e mũ x lớn hơn y với mọi khoảng x thuộc từ 0 đến 1. Cho nên diện tích sẽ bằng tích phân chạy từ 0 đến 1 e mũ x trừ x dx không có gì tuyệt đối. Rồi đáp án B. Câu 13 cho số phức z bằng 2 trừ 3 y mô đun của số phức z w bằng 1 cộng y nhân z bằng câu A. Mô đun của W sẽ bằng căn 26 của B, mô đun W bằng căn 37 của C, mô đun W bằng 5 của D, mô đun của W bằng 4. Và này giải bằng cách nào? Rất là dễ. Hế Z vào là xong. W sẽ bằng 1 cộng Y nhân cho Z sẽ bằng 1 cộng Y nhân cho Z là bằng 2 trừ 3 Y nhân cho 2 trừ 3 Y. Rút gọn thức sẽ bằng 2 trừ 3 y cộng 2 y trừ 3 y bình phương. Y bình phương là bằng âm 1. Cho nên rút gọn sẽ bằng 5 trừ y. Cho nên mô đun của z sẽ bằng căn của 5 bình phương cộng âm 1 bình phương sẽ bằng căn 26. Đáp án là chọn câu A. Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ O, X, Y, Z cho đường thẳng D đi qua điểm M là 3, 3, âm 2 và có vector chỉ phương U sẽ bằng 1, 3, 1. Phương trình của D là câu A, X cộng 3 chia 1 bằng Y cộng 3 chia 3 bằng Z trừ 2 chia 1. Câu B, x trừ 3 chia 1 bằng y trừ 3 chia 3 bằng z cộng 2 chia 1. Câu C, x cộng trừ 1 chia 3 bằng y trừ 3 chia 3 bằng z trừ 1 chia âm 2. Câu D, x cộng 1 chia 3 sẽ bằng y cộng 3 chia 3 bằng z cộng 1 chia âm 2. Bài này hướng dẫn giải.
Vector chỉ phương thế đi qua một điểm và có vector chỉ phương thì thế vector chỉ phương vào phê phương trình chính tắc. Vector chỉ phương cho thế giờ mẫu là 1, 3, 1, cho nên loại đáp án C và D, còn đáp án A và B là dạy bằng cách là thế điểm M vào câu A với câu B, nếu cái nào điểm M thuộc thì chọn đáp án câu A. Thế thử coi, thế điểm M vào, điểm M là 3, 3 với 2. Ba cộng ba là bằng 6, chia 1 là bằng 6. 3 cộng 3 là bằng 6, chia 3 là bằng 2, vậy không bằng nhau, chứ không hỏi thì loại câu A. Còn câu B, thế giờ 3 trừ 3 là bằng 0, 0 chia 1 bằng 0. 3 trừ 3 bằng 0, 0 chia 3 bằng 0, bằng hỏi mẹ. 52 cộng 2 là bằng 0, 0 chia 1 bằng 0, cho đáp án B, hỏi mẹ chọn đáp án B. Câu 14 chọn đáp án B. Câu 15, trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M là AB1 thuộc mặt phẳng B2X trừ Y cộng Z. Thấy trừ Y cộng Z trừ 3 bằng 0. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? Câu A, 2A trừ B bằng 3. Câu B, 2B trừ B bằng 2. Câu C, 2B bằng 2B trừ B bằng -2. Và câu D, 2B, 2A trừ B bằng 4. Câu này giống cái nào? Vì B thuộc mặt phẳng, vì M thuộc mặt phẳng B, cho nên thế tọa độ M và mặt phẳng B là chỗ nào X thì bằng thế bằng A, chỗ nào Y thì bằng thế bằng B, chỗ nào Z thì thế bằng 1. Nên 2A trừ B cộng 1 trừ 3 bằng 0. Tương đương, rút gọn bị hút, tương đương 2B, 2A trừ B trừ 2 bằng 0. Giờ các mệnh đề phía trên, cái nào 2A trừ B trừ 2 bằng 0? Ta chọn đáp án, đó là đáp án. Đây, đáp án B, 2A trừ B bằng 2. Câu 16, đội văn nghệ của một lớp có 5 bạn nam và 7 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 bạn tham gia biểu diễn, xét sức để trong 5 bạn được chọn có cả nam và nữ, đồng thời số nam nhiều hơn số nữ bằng bao nhiêu? Câu A, 245 chia 792. Câu B, 210 chia 792. Câu C là 547 chia 792. Câu D là 582 chia 792. Bài này giải không gian mẫu. Không gian mẫu, chọn 5 bạn, cho nên C5 của trong tất cả là 5 bạn nam và 7 bạn nữ là 12 bạn. C5 của 12 sẽ bằng 700, bấm máy, C5 12 bằng 792. Trường hợp 1 là ta xét hai trường hợp. Trường hợp 1, đề bài hỏi tính xác suất để 5 bạn được chọn cả nam và nữ, cho nên trường hợp 1 là 3 bạn nam và 2 bạn nữ. Biên cố sẽ bằng, biên cố A sẽ bằng C3 3 bạn nam cho nên C3 của 5 nhân cho 2 bạn nữ nhân cho C2 của 7 sẽ bằng 210. Trường hợp 2 là có 4 bạn nam và 1 bạn nữ.
Đề bài vì đồng thời số nam nhiều hơn số nữ cho nên không thể nào chọn 3 bạn nữ hay bạn nam được. Trường hợp 2 ta chọn 4 bạn nam, 1 bạn nữ, biến cố B sẽ bằng C 4 của nam nhân C 1 của 7 bằng 35. Cho nên xét xét cần tìm sẽ bằng biến cố A cộng B chia cho không gian mẫu. Biến cố A cộng biến cố B chia cho không gian mẫu sẽ bằng 210 cộng 35 chia cho không gian mẫu là 792 sẽ bằng 245 chia 792 và đáp án câu 16 là câu A 245 chia 792. Câu 17, hàm số y bằng căn bậc 2 của 2x trừ x bình dịch biến trên phản A 0 đến 1, B trừ vô cùng đến 1, C là từ 1 đến cộng vô cùng, câu D là 1 đến 2. Bài này cho nên hàm số có căn, cho nên trước khi giải mình sẽ tập xác định. Tập xác định của hàm số sẽ bằng là cho căn trong căn lớn không bằng 0, 2x trừ x bình lớn không bằng 0. À, này phương trình bậc 2 cho nên lấy máy tính bấm tìm nghiệm được giải bóc phương trình của máy Casio FS570VNLUT. Tìm nghiệm sẽ bằng x sẽ lớn hơn bằng 0 và bé hơn bằng 2. Cho nên tập xác định hàm số sẽ bằng từ 0 cho đến 2. Đoạn từ 0 đến 2. Muốn tính hàm số nghịch biến hay đồng biến? Đề bài tìm hàm số nghịch biến, trước tiên phải tính y phải áp dụng công thức căn, đạo hàm của căn sẽ bằng 1, y phải sẽ bằng 1 chia 2 căn bậc 2 của 2x trừ cho x bình phương nhân cho 2 trừ 2x bằng rút gọn sẽ bằng 1 trừ x chia cho căn bậc 2 của 2x trừ x bình phương. Người trong căn lớn hơn bằng cho nên xét cái mẫu. Ủa, xét cái tử. Cái tử lúc nào cũng bé hơn bằng đề A do xin lỗi. Do câu 17 là hàm số tìm hàm số nghịch biến cho nên muốn để hàm số nghịch biến thì y phải bé bằng 0, y phải bé 0 sẽ x sẽ bằng một khoảng từ 1 đến 2. Nếu x mà bé hơn 1 như đây, giao với tập xác định nè, 0 đến 2, cho nên trong khoảng này thì từ 0 cho đến 1 thì x sẽ lớn hơn bằng 0, y phải lớn hơn bằng 0, cho nên còn lại là từ 1 đến 2 phải cho bé hơn bằng 0, cho nên chọn đáp án D là 1, 2. Sẽ giải 20 câu đầu tiên, còn lại 30 câu sau sẽ lưu giải vào bài giảng tiếp theo. Câu 18. Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y bằng căn của 2 trừ x bình trừ x bằng mấy? Câu A 2 trừ căn 2. Câu B căn 2. Câu C 2 cộng căn 2. Câu D là bằng 1. Tập xác định tương tự câu trên, trước khi giải thêm tiền tập xác định. Tập xác định của hàm số sẽ bằng chỉ cần cho trong căn lớn hơn bằng 0 là xong. Và căn 2 trừ x lớn hơn 0, tập xác định sẽ x sẽ hụt khoảng từ đoạn từ trừ căn 2 cho đến căn 2. Đó là toán tìm biến sĩ nhanh nhất đến trước. Giải bằng cách tiếp tục tính đạo hàm của hàm số. Đạo hàm số y phải sẽ bằng 1 chia cho 2 nhân căn 2 của trừ x bình nhân cho trừ 2x trừ cho 1. Rút gọn công thức sẽ bằng trừ x chia căn 2 trừ x bình trừ 1. Quy đồng thử mẫu sẽ bằng trừ x trừ căn 2 trừ x bình chia cho căn 2 trừ x bình
với hồi khoảng từ 0 đến căn 2. Hiển nhiên y phải cho bé hơn bằng 0. Nên y nghịch biến trên đoạn từ 0 đến căn 2. Với hồi khoảng từ trừ căn 2 đến 0, y phải bằng 0. Tương đương trừ x bằng căn 2. Căn bậc 2 của 2 trừ x bình. Bình phương 2 với sẽ bằng x bình phương bằng 2 trừ x bình. Rút gọn tương đương x bình phương sẽ bằng 1. Tương đương x bằng âm 1. Lập bảng biến thiên. X sẽ giá trị là trừ căn 2. Lập bảng biến thiên như hình vẽ. Bạn biến thiên như hình vẽ. Xét dấu y phẩy sẽ bằng dương từ trừ căn 2 là không xác định nè. Âm 1 là bằng 0 nè. Căn 2 cũng không xác định nè. Xét dấu y phẩy dương từ phản dương từ phản trừ căn 2 cho đến âm 1. Âm là từ phản âm 1 cho đến căn 2. Lập bảng xét dấu. Lập bảng biến thiên như hình vẽ. Nhìn bảng biến thiên ta thấy min y sẽ bằng, đây min là giá trị nhỏ nhất, sẽ bằng trừ âm căn 2. Max y sẽ bằng 2 đây. Cho nên tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sẽ bằng 2 cộng cho trừ căn 2 sẽ bằng 2 trừ căn 2. Chọn đáp án A. Câu 19. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y bằng căn bậc 2 của 4 x bình phương trừ 1 cộng 3 x bình phương cộng 2 chia cho x bình phương trừ x là đáp án A bằng 2, đáp án B bằng 3, đáp án C bằng 0, đáp án D bằng 1. Câu này hãy giải chú ý rằng là 4 x bình phương gặp đồ thị mà có căn, trước tiên tôi phải tìm tập xác định của hàm số là cho 4 x bình phương đó bằng 0. Tương đương x sẽ lớn hơn bằng 1/2 và x bé hơn bằng âm 1/2, do đó x bằng 0 không phải là đường tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng là cho cái mẫu bằng 0. Mà x bằng 0 phải tiệm cận đứng rồi, cho nên còn lại là x bằng 1. Hiển nhiên là đường tiệm cận đứng. Chọn đáp án D. Câu 20. Cho hình lăng trụ đều ABCD. Hình lăng trụ đều ABC, A', B', C' có tất cả các cạnh bằng nhau. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng A'BC bằng bao nhiêu? Hướng dẫn giải. Vẽ hình lăng trụ tam giác đều như hình bên đây. Bài này giải bằng cách gọi E là trung điểm của BC. Xin lỗi các bạn, trùng chặt câu này sẽ giải theo video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng xem và theo dõi.